Khi bị tung tin đồn bậy bạ, bạn phải làm sao? Đang hớn hở bước vào văn phòng, Linh nghe một đồng nghiệp nữ nói xấu mình như thế này. Cái con nhỏ Linh đó ngủ với sếp rồi đó, bằng không lấy đâu ra nhiều dự án như thế cơ chứ. Người kia nói, thật không đấy? Con không tin nè, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta đi với sếp vào nhà nghỉ gần công ty, nhiều lần lắm rồi. Bảo sao suốt ngày cô ta luôn ăn diện quần này áo nọ như thế. Bọn mình không đạt chỉ tiêu như cô ta là chuyện bình thường, dù sao người ta cũng là... Nghe đến đó, Linh tức tốc xông vào văn phòng, hỏi lại đồng nghiệp của mình. Cô nhìn thấy ở đâu, khi nào, nhà nghỉ nào, thời gian nào, cô nói rõ cho tôi nghe xem nào. Cô đồng nghiệp kia không chịu kém cạnh, cũng dương dương tự đắc mà nói. Thì tối hôm qua đó, cô vào nhà nghỉ gần công ty, hình như cô mặc bộ váy màu xanh ngọc, chính mắt tôi nhìn thấy đây này. Linh hỏi lại, cô chắc chưa? Đồng nghiệp nói, tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo những gì tôi nói đều là sự thật và tôi rất chắc chắn. Được. Linh đáp xong rồi quay đầu đi. Đi được vài bước, Linh dừng lại lấy điện thoại ra. Cô điện báo cảnh sát. Cô nói, xin chào, tôi muốn báo án. Hôm qua, tôi bị sếp đánh thuốc mê đưa vào nhà nghỉ. Tôi có đồng nghiệp làm nhân chứng. Địa chỉ công ty là 112 tòa nhà A, khu Bạch Lạc. Sau khi cúp máy xong, Linh quay qua nói với cô đồng nghiệp lúc nãy. Chị ơi, em thật sự không nhớ gì cả. Em nhất định đã bị sếp đánh thuốc mê rồi. Chị nhất định làm nhân chứng cho em nhé. Cô đồng nghiệp mặt mày tái mét, lắp bắp nói. Sao cô lại báo cảnh sát? Có thể là do tôi nhớ nhầm. Nhanh, cô mau gọi lại cho họ, nói họ đừng đến đây. Linh nói, không được đâu, điều này liên quan đến sự trong sạch của em mà chị. Chị nhất định phải giúp em, đúng không? Linh quay qua với các đồng nghiệp khác. Lúc nãy mọi người cũng nghe rất rõ mà, đúng không? Mọi người phải làm chứng cho tôi. Cả văn phòng ai nấy đều nói là, không, tôi không biết gì cả, đừng lôi tôi vào, chỉ có một mình cô ta nói thôi. Khi cảnh sát đến nơi, ai đã báo án? Giám đốc đâu? Lúc này giám đốc đi ra. Anh cảnh sát, có chuyện gì thế? Cảnh sát nói, ông có liên quan đến một vụ cưỡng hiếp, xin hãy phối hợp điều tra với tôi. Giám đốc hoang mang không biết gì mà nói, sao lại có thể chứ, ai nói hả? Linh đi đến trước mặt giám đốc và anh cảnh sát nói lớn, chính chị ta nói chị ta chắc chắn rằng tận mắt nhìn thấy. Hôm qua giám đốc cùng tôi vào nhà nghỉ. Giám đốc tức giận mà gầm lên, chị này, con mắt nào của chị đã nhìn thấy cơ hả? Sếp ơi, em không có em là em ăn nói linh tinh đó, không hề có chuyện này. Linh hỏi lại, sao lại thế được chị? Không phải lúc nãy chị rõ ràng chắc chắn rồi ư? Chị đừng sợ, đừng vì ông ta làm giám đốc mà lại sợ ông ta. Chị an tâm, cảnh sát sẽ bảo vệ người tốt như chị, càng không tha cho những người xấu. Anh cảnh sát lúc này mới lên tiếng, cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Ba người cùng đi theo tôi một chuyến để lấy lời khai. Sau khi điều tra rõ ràng, cảnh sát nói không tồn tại khả năng gây án nào, đều là do chị đồng nghiệp kia bịa đặt. Chị ta thú tội với công an là do chị ta ganh tị với Linh nên đặt điều nói xấu Linh trước mặt đồng nghiệp, không ngờ lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chị ta xin lỗi sếp và Linh. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Lúc đối chất với chị ta, Linh đã ghi âm lại cuộc nói chuyện. Linh sẽ lấy đó làm bằng chứng để thuê luật sư kiện chị ta tội bôi nhọ nhân phẩm người khác. Sếp nghe thế thì lên tiếng, không cần đâu, cô Linh hãy dùng luật sư của công ty đi. Còn chị bị đuổi việc, chị đã làm tổn hại đến danh dự của công ty, của tôi và cô Linh đây, gây tổn thất cho công ty quá lớn. Tôi sẽ cho chị ăn cơm tù. Qua chuyện này, Linh đã đến xin lỗi sếp vì làm to chuyện như thế. Thay vì trách mắng, sếp lại khen Linh biết ứng biến linh hoạt, giúp công ty loại bỏ những phần tử sâu bọ. Bước ra đời, bạn phải học cách phát sáng, phát nóng và cách phát điên nữa.